Chào các bạn học sinh thân mến, chúng ta cùng nhau quay trở lại với chương trình tiếng Anh lớp Bạch Hương, cùng nhau giải sách bài tập tiếng Anh của Mai Lan Hương và Nguyễn Thanh Loan, cái quyển màu hồng. Và hôm nay chúng ta đang giải cái bài số 2, Unit 2, Personal Information. Phần A, Telephone Number, chúng ta đã làm rồi. Và chúng ta đã làm phần B, My Birthday rồi ha. Và chúng ta sang phần Test for Unit 2. Bài kiểm tra cho Unit 2 đó, trang bao nhiêu đây? Trang 15 và trang 16 nha. Và chúng ta tiếp tục với cái bài 456. Tiếp tục bài 456 này. Rồi, bài số 4, viết câu phủ định và nghi vấn. Các bạn lưu ý cho tới thời điểm này thì các bạn đã học 3 thì, đó là thì hiện tại đơn, thì hiện tại tiếp diễn và thì tương lai đơn. Để làm được bài này, các bạn phải thuộc cấu trúc câu của từng thì. Nhắc lại một chút, thì hiện tại đơn diễn tả một hành động xảy ra hàng ngày, một thói quen, một sự thật hiển nhiên, một chân lý. Cấu trúc là câu khẳng định, chủ ngữ số nhiều, động từ giữ nguyên, chủ ngữ số ít, động từ thêm s hoặc es. Câu phủ định tức là những câu có not trong câu đó. Chúng ta nhớ này, chủ ngữ số nhiều động cộng với don't cộng động từ nguyên mẫu, chủ ngữ số ít cộng với doesn't cộng động từ nguyên mẫu. Câu nghi vấn, do the cộng chủ ngữ cộng động từ nguyên mẫu và thêm chấm hỏi cuối câu. Dấu hiệu của thì hiện tại đơn đó là trong câu có những cái từ như là often này, often đó, rồi sometimes, usually, rồi every day, rồi đó. Cái thứ hai là các bạn phải nhớ được cái thì hiện tại tiếp diễn, chúng ta học trong lớp 6 rồi. Hiện tại tiếp diễn chính là một hành động đang xảy ra tại thời điểm đang nói. Khi trong câu có từ at the moment như thế này này, now, right now, at the moment, rồi dấu chấm than, thì today thì các bạn sẽ chia nó thì hiện tại tiếp diễn. Và thì hiện tại tiếp diễn rất là dễ nhớ, các bạn nhớ cấu trúc câu khẳng định, chủ ngữ cộng amia cộng động từ thêm ing, câu phủ định thêm not sau to be, câu nghi vấn thì đưa to be ra đầu câu. Tức là thì hiện tại tiếp diễn nó phải có ing, động từ thêm ing nha. Cái thứ ba các bạn mới học trong bài số 2 đây, đó là thì tương lai đơn diễn tả một hành động sẽ xảy ra trong tương lai. Chủ ngữ cộng will cộng động từ nguyên mẫu như thế này này, will cộng động từ nguyên mẫu này. Câu phủ định là won cộng động từ nguyên mẫu, câu nghi vấn là will đưa ra đầu câu, will cộng chủ ngữ cộng động từ nguyên mẫu. Và dấu hiệu để phân biệt với hai cái thì kia đó là trong câu có next week, next month, next year, tomorrow, tomorrow đây này, tomorrow này, tonight, đó là dấu hiệu của thì tương lai đơn. Giờ chúng ta cùng làm bài viết câu phủ định và nghi vấn. Tức là người ta cho chúng ta câu khẳng định như thế này, chúng ta phải chuyển sang câu phủ định và chuyển sang câu nghi vấn. Câu phủ định là câu có not trong câu và câu nghi vấn là câu hỏi. Rồi chúng ta cùng làm bài. Câu số 1, Mai chơi badminton sau giờ học. Mai chơi badminton sau giờ học, chúng ta sẽ chuyển như sau. Đây là câu gì? Chủ ngữ số ít động từ thêm SES như thế này, đây là thì hiện tại đơn đó. Vậy câu phủ định sẽ là don't hoặc là doesn't. Mai chủ ngữ số ít, chúng ta xài doesn't. Mai doesn't play, đưa về nguyên mẫu bởi vì sau trợ động từ luôn là động từ nguyên mẫu. Chúng ta sẽ viết tiếp cái khúc đằng sau. Badminton after school chấm hỏi. Không có chấm hỏi, đây dấu chấm. Còn câu nghi vấn, các bạn sẽ mượn trợ động từ do the để đầu câu, chủ ngữ số ít trong các xài the. The my play badminton, badminton after school, chấm hỏi. Đó là câu 1. Câu số 2, tôi sẽ ở nhà vào tối ngày mai. Ở đây có will be, thì đây là thì tương lai. Câu phủ định của nó sẽ là won't. I won't be at home. I won't be at home tomorrow night. Còn câu nghi vấn đưa to be ra đầu đưa we ra đầu câu, ai nhớ chuyển thành you be at home tomorrow night chấm hỏi nha. Đó, thấy không? Câu số 3, động từ to be dễ rồi, thêm not sau to be thôi. She isn't out at the moment, at the moment chấm. Và câu nghi vấn đưa to be ra đầu câu, is she out at the moment, at the moment, is she out at the moment chấm hỏi. Rồi câu số 4, chúng tôi thường có picnic vào ngày cuối tuần. Đây là hiện tại đơn các bạn. Vậy là we don't often have a picnic on weekend. Câu nghi vấn sẽ là do we chuyển thành you là các bạn, do you often have a
picnic on weekend chấm hỏi chưa. Rồi câu số 5 này, họ sẽ đi cắm trại vào tuần sau. Đây là câu thị tương lai dễ rồi, câu phủ định sẽ là one go camping, thêm lots of view thôi. Next week, câu nghi vấn sẽ là will they go camping next week chấm hỏi. Rồi chúng ta qua câu số 6, học sinh thì đang ngồi trong lớp. Đây là thì gì hiện đại tiếp diễn Amia, động từ thân minh là tiếp diễn. Câu phủ định sẽ là the student, thêm not for to be thôi. I'm sitting in class. Câu nghi vấn sẽ là are the student, đưa to be ra đầu câu, are the student sitting in class chấm hỏi nha. Rồi chúng ta xong bài này, chúng ta sang bài số 5 này, đọc bài và sau đó điền trả lời các câu hỏi. Nga sống ở thành phố với bố mẹ của cô ấy. Nga lives in the city with her parents and two brothers và hai anh trai. She lives at 14 Nguyễn Tri Phương Street. Cô ấy sống ở số nhà 14 đường Nguyễn Tri Phương. Her telephone number is 3829-0374. Số điện thoại cô ấy là 38290374. On her next birthday, the 1st of July, và ngày sinh nhật của cô ấy ngày 1 tháng 7 đó, Nga sẽ 14 tuổi. She will have a small party for their birthday. Cô ấy sẽ có for her birthday, cô ấy sẽ có một bữa tiệc nho nhỏ cho sinh nhật của ấy. She will invite some best friend to her house. Cô ấy sẽ mời một vài người bạn tốt, bạn thân tới nhà. They will eat pizza. Họ sẽ ăn pizza, fried chicken, gà rán, cây bánh, and they will drink coke. Họ sẽ uống nước ngọt. They will have a lot of fun. Họ sẽ có rất nhiều niềm vui. The party sẽ bắt đầu lúc 5 giờ và kết thúc vào lúc 8 giờ, và là 3 tiếng đồng hồ. Rồi trả lời, địa chỉ của Nga là gì? Chúng ta sẽ trả lời là East 14 Nguyễn Tri Phương Street. Nguyễn Tri Phương Street nè. Câu số 2, what is her telephone number? Số điện thoại của ấy là bao nhiêu? Chúng ta sẽ trả lời là East, ghi số điện thoại ra, 38290374. Câu số 3, how old is she now? Bây giờ cô ấy mấy tuổi? Bây giờ nha, cô ấy sẽ 14 tuổi vào ngày 1 tháng 7. Bây giờ mới 13 tuổi thôi. Chúng ta sẽ ghi là C E 13 years old. Có thể viết hoặc có thể không cần viết. Nào, thêm nào vào. What is her date of birth? Cái này có nghĩa là ngày sinh nhật cô ta là ngày bao nhiêu? Chúng ta sẽ trả lời là is gì? It's on July the 1st. Rồi câu số 5, cô ấy sẽ có bữa tiệc rất là to cho sinh nhật đúng không? Chúng ta đọc trên đây là nhỏ thôi, small party thôi. Vậy đây là no, chủ ngữ là she, và ở đây will chuyển thành won, no she won't. Ai? Cô ấy sẽ mời ai? She will invite, mời bạn đúng không? She will invite some best friend. Câu số 7, họ sẽ ăn và uống cái gì? Nó nằm ở đây. They will eat pizza, fried chicken. Đây nè, nó nằm ở đây nè. Viết tiếp nhá. And they will drink coke. Rồi bữa tiệc sẽ diễn ra bao lâu? The party sẽ diễn ra trong 3 tiếng đồng hồ, bởi vì nó bắt đầu 5 giờ và kết thúc vào 8 giờ, vậy là 3 tiếng đồng hồ. Chúng ta sẽ ghi là the party là chủ ngữ số ít, các động từ last là kéo dài thêm giờ vào. Last for 3 tiếng đồng hồ, 3 hours. Rồi, chúng ta xong, chúng ta xuống bài số 6 la mã, dựa vào dữ kiện của đoạn văn trên hoàn thất thiệp mời sinh nhật của Nga gửi cho Hoa. Nga gửi cho Hoa thì ở đây sẽ là dear Hoa, Hoa thân mến, ký tên là Nga này. Sinh nhật tôi vào ngày mấy? July the 1st. Và tôi sẽ có bữa tiệc nho nhỏ, bữa tiệc thẻ ở nhà tôi vào lúc at my house, 14 Nguyễn Tri Phương Street, địa chỉ nhà Nguyễn Tri Phương Street nè. Từ mấy giờ? Từ 5 giờ 5 p.m. cho tới 8 giờ là mấy? 8. Viết số hoặc chữ đều được.
Rồi chúng tôi sẽ có cái gì? Có pizza, bánh pizza này, có gà rán, có bánh và uống nước ngọt này. Đó. Rồi chúng ta sẽ có rất nhiều niềm vui fun at the party too. Tôi hy vọng rằng bạn sẽ đến và tham gia. Thân ái Nga. Đó. Rồi cái bài của chúng ta đây là hết rồi.